Thế nào gọi là tam ma địa trụ tâm? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, tâm không lay động, không xoay chuyển, không chiếu soi, cũng không tổn giảm, không nghĩ có tâm, vì thế gọi là tam ma địa trụ tâm. Thế nào gọi là tam ma địa phổ minh? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, có thể quán chiếu rõ khắp các định, vì thế gọi là tam ma địa phổ minh. Thế nào gọi là tam ma địa thiện trụ? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, có thể khéo an trụ các đẳng trì định, vì thế gọi là tam ma địa thiện trụ. Thế nào gọi là tam ma địa bảo tích? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, quán các đẳng trì định đều như châu báu, nhóm lại, vì thế gọi là tam ma địa bảo tích. Thế nào gọi là tam ma địa diệu pháp ấn? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, có thể ấn chứng các đẳng trì định, vì đem không ấn mà ấn chứng, vì thế gọi là tam ma địa diệu pháp ấn. Thế nào gọi là tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy có pháp nào lìa tánh bình đẳng, vì thế gọi là tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh. Thế nào gọi là tam ma địa xả ái lạc? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với tất cả pháp xả bỏ các ưa thích, vì thế gọi là tam ma địa xả ái lạc. Thế nào gọi là tam ma địa nhập pháp đảnh? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, đối với tất cả pháp có thể đoạn trừ các chướng ngại mê mờ, cũng hay đứng đầu trong các định, vì thế gọi là tam ma địa nhập pháp đảnh. Thế nào gọi là tam ma địa phiêu tán? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, thổi tan tất cả chấp định chấp pháp, vì thế gọi là tam ma địa phiêu tán. Thế nào gọi là tam ma địa phân biệt pháp cú? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này hay kéo phân biệt cú pháp các định, vì thế gọi là tam ma địa phân biệt pháp cú. Thế nào gọi là tam ma địa bình đẳng tự tướng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này được tự tướng bình đẳng của các đẳng trì định, vì thế gọi là tam ma địa bình đẳng tự tướng. Thế nào gọi là tam ma địa ly văn tự tướng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định không đắc một chữ, vì thế gọi là tam ma địa ly văn tự tướng. Thế nào gọi là tam ma địa đoạn sở duyên? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đoạn tuyệt cảnh tướng sở duyên của các đẳng trì định, vì thế gọi là tam ma địa đoạn sở duyên. Thế nào gọi là tam ma địa vô biến dị? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không đắc tướng biến dị của các pháp, vì thế gọi là tam ma địa vô biến dị. Thế nào gọi là tam ma địa vô phẩm loại? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không thấy tướng phẩm loại sai biệt của các pháp, vì thế gọi là tam ma địa vô phẩm loại. Thế nào gọi là tam ma địa vô tướng hành? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với tướng các định đều vô sở đắc, vì thế gọi là tam ma địa vô tướng hành. Thế nào gọi là tam ma địa ly ế ám? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này diệt trừ hết bóng tối của các định, vì thế gọi là tam ma địa ly ế ám. Thế nào gọi là tam ma địa cụ hạnh? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với hạnh các định đều không có kiến chấp, vì thế gọi là tam ma địa cụ hạnh. Thế nào gọi là tam ma địa bất biến động? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định không thấy biến động, vì thế gọi là tam ma địa bất biến động. Thế nào gọi là tam ma địa độ cảnh giới? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này vượt qua cảnh giới sở duyên của các đẳng trì định, vì thế gọi là tam ma địa độ cảnh giới. Thế nào gọi là tam ma địa tập nhất thiết công đức? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể nhóm hợp các công đức của định, đối với tất cả pháp đều không còn tập tưởng, nhớ tưởng. Vì thế gọi là tam ma địa tập nhất thiết công đức. Thế nào gọi là tam ma địa quyết định trụ? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các định, tâm tuy quyết định trụ nhưng biết rõ tướng nó bất khả đắc, vì thế gọi là tam ma địa quyết định trụ. Thế nào gọi là tam ma địa vô tâm trụ? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, tâm không lay chuyển, không đọa lạc, vì thế gọi là tam ma địa vô tâm trụ. Thế nào gọi là tam ma địa tịnh diệu hoa? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, làm cho các đẳng trì định đều được thanh tịnh, ánh sáng rực rỡ trang nghiêm như hoa đẹp,
Vì thế gọi là tamma địa tịnh diệu hoa. Thế nào gọi là tamma địa cụ giác chi? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, làm cho việc tu tập bảy giác chi của tất cả định mau viên mãn. Vì thế gọi là tamma địa cụ giác chi. Thế nào gọi là tamma địa vô biên đăng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với tất cả pháp đều có thể chiếu rõ giống như đèn sáng, vì thế gọi là tamma địa vô biên đăng. Thế nào gọi là tamma địa vô biên biển? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với tất cả pháp được vô biên kiến giải, vì thế gọi là tamma địa vô biên biển. Thế nào gọi là tamma địa vô đẳng đẳng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng chỉ định được tánh bình đẳng, cũng làm cho các định thành vô đẳng đẳng. Vì thế gọi là tamma địa vô đẳng đẳng. Thế nào gọi là tamma địa siêu nhất thiết pháp? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, có thể vượt qua các pháp khắp ba cõi. Vì thế gọi là tamma địa siêu nhất thiết pháp. Thế nào gọi là tamma địa quyết phán chư pháp? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các định thủ thắng và tất cả pháp hay vị hữu tình phán quyết như thật, vì thế gọi là tamma địa quyết phán chư pháp. Thế nào gọi là tamma địa tán nghi võng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định và tất cả pháp, mọi nghi ngờ đều được tiêu trừ, vì thế gọi là tamma địa tán nghi võng. Thế nào gọi là tamma địa vô sở trụ? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, không thấy các pháp có chỗ trụ, vì thế gọi là tamma địa vô sở trụ. Thế nào gọi là tamma địa nhất tướng trang nghiêm? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, không thấy các pháp có hai tướng có thể nắm bắt, vì thế gọi là tamma địa nhất tướng trang nghiêm. Thế nào gọi là tamma địa dẫn phát hành tướng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định và tất cả pháp, tuy hay hướng đến các hành tướng, nhưng đều không thấy người hay hướng đến, vì thế gọi là tamma địa dẫn phát hành tướng. Thế nào gọi là tamma địa nhất hành tướng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, thấy hành tướng các đẳng trì định không có hai, vì thế gọi là tamma địa nhất hành tướng. Thế nào gọi là tamma địa ly hành tướng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, thấy các đẳng trì định đều không có hành tướng, vì thế gọi là tamma địa ly hành tướng. Thế nào gọi là tamma địa diệu hành tướng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, làm cho các đẳng trì định phát sanh hành tướng vi diệu, vì thế gọi là tamma địa diệu hành tướng. Thế nào gọi là tamma địa đạt chư hữu để tán hoại? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định và tất cả pháp được trí thông đạt ngộ nhập như thật, đã ngộ nhập rồi đối với các pháp hữu phá tan hoàn toàn không để sót lại, vì thế gọi là tamma địa đạt chư hữu để tán hoại. Thế nào gọi là tamma địa nhập thi thiết ngữ ngôn? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, ngộ nhập tất cả pháp tamma địa, trình bày lời nói không vướng mắc, không chướng ngại, vì thế gọi là tamma địa nhập thi thiết ngữ ngôn. Thế nào gọi là tamma địa giải thoát âm thanh văn tự? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, thấy các tướng giải thoát tất cả âm thanh văn tự của các đẳng trì định tịch diệt, vì thế gọi là tamma địa giải thoát âm thanh văn tự. Thế nào gọi là tamma địa cự xí nhiên? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định, oai quang chiếu sáng rực rỡ, vì thế gọi là tamma địa cự xí nhiên. Thế nào gọi là tamma địa nghiêm tịnh tướng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, hay làm nghiêm tịnh tướng các đẳng trì định, nghĩa là đối với các tướng đều có thể diệt trừ, vì thế gọi là tamma địa nghiêm tịnh tướng. Thế nào gọi là tamma địa vô tiêu xí? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định không thấy nêu cờ, vì thế gọi là tamma địa vô tiêu xí. Thế nào gọi là tamma địa cụ nhất thiết diệu tướng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đầy đủ các diệu tướng của định, vì thế gọi là tamma địa cụ nhất thiết diệu tướng. Thế nào gọi là tamma địa bất hí nhất thiết khổ lạc?